Mẹ tổn thương, con tổn thương. Bạn không biết những lời nói đó làm tổn thương người phụ nữ đến mức nào. Khi người mẹ vừa sinh xong, còn đang đầm đìa đau đớn, cả nhà quây quanh giường hoan hỉ, và rồi mọi người giục, mẹ dậy ôm con, cho con bú đi. Không cần biết, mỗi lần bác sĩ ấn vào bụng cho sản dịch ra là nước mắt trào ra chan chứa. Và nếu bạn có kêu ca thì ai đó sẽ nói là mẹ rồi, đừng có làm nũng nữa. Rồi bệnh viện về nhà, bạn có thể sẽ phải chiến đấu với những món ăn kiểu đu đủ, hầm móng giò. Câu mà bạn luôn nghe thấy sẽ là không muốn cũng phải ăn, để có sữa cho con bú chứ. Khi con khóc trong đêm, bạn dậy ôm con nhưng có thể vẫn phải nghe câu mẹ ngủ kiểu gì mà để con khóc ầm lên thế. Mọi người đương nhiên coi bạn là cá ngủ nhưng vẫn phải mở mắt để trông con. Nếu con ăn thừa, bạn mà không ăn sẽ là phải ăn chỗ thừa cho con nó chóng lớn, sao mẹ lại sợ ăn thừa của con. Con ngã và trầy xước mới khổ. Mọi người trong nhà sẽ cùng đặt một câu hỏi: mẹ trông con thế nào mà lại để con ngã đau thế? Con lười ăn thì mẹ không chịu khó nấu món con thích à? Sao không đút cho con ăn cẩn thận? Con bị sốt, mẹ để con bị nóng, lạnh, mẹ tắm cho con lâu quá, mẹ ngủ nên con bị lạnh, còn bật điều hòa suốt đêm. Con còn đóng bỉm trong khi thấy con nhà người ta đã tự đi tè được, mẹ lười không chịu gì cho con. Con có một khuyết điểm nào đó tại mẹ mang thai không giữ gìn cẩn thận. Con nghịch ngợm, tiếp thu chậm, mẹ không biết dạy. Những câu nói gây tổn thương còn tàng hình dưới dạng những câu nói đùa, nói nhượng với con trẻ kiểu như: à, con mẹ nó không chịu ăn nên không có sữa cho em bú, làm em đói nhỉ. Để bà đánh con mẹ em nhé. Mẹ làm em ngã, mẹ hư quá. Có thể mà mẹ cũng không làm được, em không cần mẹ nữa. Ôi trời ơi, những câu nói đó như kim châm không làm nên vết thương to nhưng khiến cho trái tim của các bà mẹ rỉ máu. Sự đau đớn muộn phiền của một người phụ nữ khi mang thai hay sinh con không phải mang thai vất vả hay sinh nở nhọc nhằn, nhưng người mẹ sẽ vất vả. Sợ nhất những bơ vơ khi không có người thân thấu hiểu. Thôi, không cần phải có kỷ niệm này, kỷ niệm nọ. Chỉ cần mỗi người phụ nữ làm mẹ vẫn được yêu thương và đối xử tử tế trong vòng tay chồng, trong vòng tay bố mẹ, chứ không bị bỏ rơi giữa những người thân yêu. Đối với mẹ chị Bông thì mình cũng khá là stress khi mà vừa mới sinh con xong. Thì tâm sinh lý của một người mẹ như kiểu bị tổn thương và rất là nhạy cảm khi ai đụng đến con của mình là tâm trạng cứ như kiểu là bùng cháy, rất là dữ dội, rất là nhạy cảm. Chính vì vậy, đối với những người mẹ nào chuẩn bị sinh con thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, hoặc là đối với những cha mẹ, những người sắp đón cháu, đối với những người chồng sắp đón thêm một thành viên mới thì hãy nâng niu và hãy luôn luôn chú ý đến những lời ăn tiếng nói của mình đối với một người chuẩn bị làm mẹ, bởi vì những người đó họ rất là dễ bị tổn thương. Như mình vừa mới nói là do tâm lý của một người mẹ vừa mới sinh con xong rất là nhạy cảm. Và đối với một người mẹ thì rất là người cần người chồng bên cạnh, cho dù mẹ chồng có tốt đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào bằng sự chăm sóc, sự quan tâm của người chồng được. Vì vậy nên những ông bố trẻ con xin hãy dành nhiều thời gian cho mẹ. Xin hãy động viên mẹ, đừng làm tổn thương mẹ. Để rồi mẹ tổn thương, con tổn thương.